Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay á, mình giới thiệu đến mọi người laptop NAND 2-in-1 nhẹ nhất thế giới ha. Hôm nay thì mình khui được hai con mọi người, một con và hai con. Mình sẽ view mỗi con mỗi cái mã số khác nhau cho mọi người chọn lựa nha. Nghe nhẹ nhất thế giới thì thấy có vẻ là nguy hiểm, nhưng mà thực sự là nó như vậy ha mọi người. Nhẹ 8 lạng 2 với cái bảng là pin lớn. Còn nếu như mà là bảng pin nhỏ mà theo cái nhà sản xuất người ta báo ra thì cái nó chỉ có 7 lạng 8 thôi. 2 in 1 là cái dòng gập cảm ứng. Mà gập cảm ứng như thế này mà nhẹ chỉ có 7 lạng 8 lạng thì là nó nằm trong cái top là nhẹ nhất thế giới. Con này là nhất luôn, không phải top gì hết mọi người, hàng đầu luôn. Nét xuất xưởng rất là cao, mẫu full viền 13.3 in ha. Webcam rồi là đầy đủ hết nha mọi người. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái cấu hình, sau đó quay sơ cái ngoại hình và báo giá nha. Đây mọi người, nó là i5 Gen 8 nè, RAM 8GB, SSD là 256GB ha. SSD này mọi người có thể nâng cấp lên 512 1T gì đều được nè. Rồi độ phân giải màn hình đó là Full HD. Màn thì cảm ứng mượt mà đẹp, không có lỗi lầm gì hết nha mọi người. Và cái dòng này thì nó nhanh lắm mọi người, mượt cực kỳ luôn, cũng là Gen 8 i5 mà mượt cực kỳ, văn phòng là thoải mái nè. Cái này thì dành cho ai mà ví dụ như mọi người muốn trải nghiệm cái con laptop hoặc mình hay mang vác đi lại rồi đó, mọi người xài cái con này là rất là tuyệt vời luôn. Nó nhẹ như là một cái cuốn tập. Thực sự ra laptop mà nói về top nhẹ nhất thế giới là đứng đầu rồi. Có thể là có những người họ view qua la, họ kêu là 5 lạng 6 lạng gì đó, nhưng mà mọi người lấy cái cân cân ha. Đây mình đưa cái cân xuống luôn, lâu lâu mình cập nhật lại cái cân nặng ha. Đây mọi người, 8 lạng 3, chắc là 8 lạng 3 rồi. Và đây, đây là cái bảng pin lớn trên 3 giờ, thoải mái mà sử dụng. Hôm nay thì hơi khan tiếng một chút xíu nha mọi người. Rồi, đây, phím thì tương đối đẹp. Góc cạnh có trầy mòn ha. Cái này thì vỏ nó cũng hợp kim vô với ma nhê, có trầy mòn, chỗ này có hơi mòn nè. Cái phần nắp lưng của nó thì hầu hết đều xấu hết, chỗ này cũng có mòn nha mọi người. Ở đây thì có vệt bóng. Nhìn mới lướt qua thì cái màu bạc này nó dễ chịu, nhìn nó đẹp, nhưng mà kỹ thì sẽ có những cái vệt trầy mòn trên cái vỏ ha. Rồi, ngoài cái việc cảm ứng như máy tính bảng thì mọi người có thể là xoay ngang nè, xoay dọc đều được nha. Đây, máy là chất lượng, mình sẽ quay cho mọi người xem các ngõ kết nối. HDMI, USB, USB, tai nghe, thẻ nhớ nha. Bên này thì ngõ sạc, ở chỗ này nó có hơi mòn trầy một chút xíu nè, nút nguồn và lớn bé. Đây mọi người ha, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem kỹ bên ngoài. Đây bên ngoài thì có cái vệt trầy, nếu mà nhìn trực diện thì cũng tương đối sạch sẽ, bởi vì cái màu bạc này nó dễ nhìn, nhìn kỹ hơn có những cái vết hơi trầy mòn. Đây ha, chỗ này cảm giác nó hơi cấn chút xíu nè mọi người, nhưng mà sờ thì không có thấy. Có mòn, cũng có mòn nha. Đây mọi người, ê, mòn chút. Mòn trên cái vỏ hợp kim nhôm với ma nhê, có trầy mòn. Nếu mình nhìn trực diện á, thì cũng tương đối sạch sẽ, nhìn nghiêng có nhiều vệt trầy mòn, xước lông mèo lùn tùm lum tà la hết. Đây ha mọi người, hướng xấu nhất của nó là sẽ như thế này. Hướng nhìn hướng này thì ok. Và nhìn nghiêng á, mọi người thấy chỗ này cảm giác nó hơi lõm một chút xíu, do quá trình sử dụng rồi, hoặc là lưu kho ta có tì đè chút xíu vô, cảm giác nó hơi móp, nhưng mà không ảnh hưởng gì tới màn hình bên trong nha. Và sờ thì không có thấy, chỉ nhìn nghiêng mượn ánh sáng mình mới thấy một chút vậy thôi. Ở phía sau, khi nào cái dòng này phía sau nó cũng xấu như thế này đó mọi người. Đây có trầy mòn và xấu. Vậy ha, cái vỏ của nó khi mà cái phần này mọi người tháo ra là nó mỏng y như là cái tờ giấy A4 đó, nó mỏng và nó nhẹ siêu kinh khủng luôn. Mình báo giá mọi người cái con 2-in-1 này, nhẹ nhất thế giới này, nói chung là pin là ok, màn là đẹp, mọi chức năng hoàn hảo, chỉ có cái vỏ ở ngoài thì nó tương đối không được đẹp thôi. Giá này 5,2 triệu, ai chốt thì inbox mình, mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code, máy kèm sạc zin. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.